Thưa quý vị và các bạn, năm nay thị trường ổn định cùng với các yếu tố về kỹ thuật chăm sóc, thời tiết thuận lợi nên các diện tích cam đường canh của huyện Kim Động cho sản lượng và giá bán cao. Đến nay 90% diện tích cam đường canh của huyện được thu hoạch. Huyện Kim Động có gần 420 ha cam các loại, trong đó có 150 ha cam đường canh, tập trung chủ yếu ở xã Đồng Thanh và một số xã lân cận như Thọ Vinh, Mai Động, Ngọc Thanh. Yếu tố quan trọng nhất để có được những cây cam cho chất lượng cao là lựa chọn được giống cây khỏe mạnh và sạch bệnh. Cùng với đó là việc áp dụng khoa học kỹ thuật phân bón chăm sóc đúng thời điểm. Năm nay, cam đường canh được mùa được giá, thương lái đến tận vườn thu mua với giá dao động từ 25 đến 30.000 đồng một kg. Thời điểm đầu mùa, giá cao hơn lên đến 40 đến 50.000 đồng một kg. Năm nay cái cam đường canh là bán là được giá, chạy giá, mà ngược lại nói chung là đến giờ này thị trường là tiêu thụ đã gần như là hết sạch cả, mà bà con nông dân thì năng suất năm nay là tương đối cao. Đến nay 90% diện tích cam đường canh trên địa bàn huyện đã được thu hoạch, sản lượng ước đạt trên 3.500 tấn quả, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân nơi đây.